con bọ xuống như này. Dùng vãi. Mấy thằng làm nghề ở đây ghê phết nhỉ. Chém tóc à. Em bắt con chém tóc ra phát. Nhảy bên kia nhảy này đẹp. Đã bắt đá biết leo lên trên kia này. Ghê vãi. Cái này cao phải 300-400 mét này nhỉ. 300 mét. Nhìn xuống. Hồ bơi kìa, đẹp không? Kêu hồ bơi kìa. Cái resort đấy chắc đắt đấy. Không biết nước lấy đâu ra. Nước à? Ừ. Ở đây này, ở bên kia nó ngăn đập lại để nước nó nọc. Chắc chọn nước mưa hay gì đấy, không bơm lên. Đây là cao nhất rồi. Xịn. Ok, nhiều chỗ trống hết nhỉ. Nhà ít thì đẹp, nhiều quá nhìn nó chán luôn. Nhà chi chít vào nó không hay. Phát triển mạnh quá. Còn đéo ở Tam Đảo nữa. Chỗ kia cũng là xanh ngon. Trồng su kia đẹp. Su không có quả. Mày đứng te vắt, te trên này xuống. Anh te cái để em chụp kiểu ảnh đánh dấu lãnh thổ. Thôi đã, chim bé ngã lắm. Chụp đứng từ đằng sau thôi, cần gì phải từ trước. Thôi vô văn hóa quá. Rồi mình bây giờ 11:45 rồi nhỉ. Mấy khi lên đây đang nằm tí về 12 giờ phải. Không, đây không có sóng điện thoại mà bắt được 3G. 3G này. Chôn nhỏ. Viettel. Viettel. Biết còn pin không? Mày đi nhẹ nhẹ thôi. Đi nhẹ nhẹ thôi, mẹ đấy. Đi nó mà sụt phát thì phát con mẹ nó định. Ô bên kia leo trên nóc nhà kìa. Mấy thằng nhẹ chắc nó nhẹ. Ờ, anh nhẹ nó lên được. Mày đi cẩn thận chỗ này nó bập bùng á. Đường kia đi đâu nhỉ? Có phải Tây Thiên không? Tây Thiên Cực Lạc. Chắc Tây Thiên. Kéo phải chắc đường mình lúc mình lên. Lúc mình lên. Đường lên Tam Đảo mà có phải mé này nhá đâu. Mấy phòng ở dưới kia này. Đây mé Tây bóng lắng rồi. Quận này mình chụp ảnh bán. Dùng vãi. Xoay lại bay người bay luôn. Vãi. Đi chạy vào 3 phòng ấy. Còn có mấy chỗ này nhỉ, trên kia đó có đúng không? Mấy ông quay màn đây chụp kiểu ảnh như flycam nào. Là bao nhiêu siêu nhân? 6 tạc à? 5 tạc ở chân đi. Thằng kia không cởi chân lốt đi cho đồng bộ. À thằng kia đó là 7 Giang Lam thức quái. Một, hai, ba. Chúng này đéo có nhảy đâu, cứ nhảy sập đấy. Nhảy sập đấy, dưới là gạch bê tông không. Từ tôi phóng co lên là nhìn thấy mặt nữa. Anh em ngẩng mặt lên cái nhờ. Chúc và xin Facebook nhá, gửi ảnh nhá. Khá là đẹp đấy. Ha ha. Ôi xuống đi. Tớ xin Facebook mấy thằng chửi cho ảnh.
xuống chưa? 20, 15 phút nữa. Đâu? Chụp lấy Tam Đảo chưa chán à? Chụp chỗ mây này đi nhỉ? Chụp chỗ đường kia đẹp. Đứng sát lắm, đứng ở dưới kia mây ra nhìn được rồi. Mày zoom lên à? Zoom lại như nào? Cứ đứng im, anh biết. Đứng im đấy. Lấy ảnh cái góc con đường kia mới đẹp rồi. Đứng im, đứng im. Đó bụng à? Anh ghê đường cho bàn bẩn vãi. Cái bàn bẩn đồ uống cũng kinh. Nói chung là đứng im. Đứng im, đứng im. Đứng im. Đứng đi, chụp một phát nữa, nhìn từ trên xuống. Xuống vãi. Đứng đi nha. Hút cửa lại. Nhìn thấy một con đường đẹp. Chờ đi. Nốt cái nữa. Mày ngồi xuống. Ngồi xuống quay mặt về. Đây nha, bây giờ anh đứng ở cái góc này chụp ảnh. Ờ. Là tạo bóng dáng cực kỳ mạo hiểm. Anh nhìn thấy ở dưới không? Có. Con nhìn mặt đây, qua mặt đây. Nằm trong cục mạnh lắm. Cái cao, thứ cao mà chụp chụp sát gì ở. Mình thấy chứ biết là nó cao mình đã ở tầm đấy nhỉ. Quên thì lấy chụp HDR nó phải đợi lúc. Đợi lúc nó mới ảnh nó mới nét được. Ui. Nhẹ nhẹ không? Dùng vãi đi. Ghê vãi đi. Ê. Ê. Chúng tôi kiểu từ dưới lên cái. Dạ. Nóa lấy nét vào mặt thôi đã chụp đi đỡ lắm. Đỡ à? À không, đấy rung lắm này, thế là đủ rồi. Ừ, đấy chụp lấy mấy kiểu rồi. Mấy kiểu anh ừ. Ngồi dựa đây em chụp vài kiểu cho làm về thay cái ảnh đại diện lâu lắm rồi cốt anh quay. Đấy, cảnh đẹp không?